Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam phối hợp với vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương tổ chức hội thảo năng lượng bền vững cho phát triển kinh tế, môi trường và xã hội. Tại hội thảo, đại diện vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương đã chia sẻ định hướng phát triển ngành điện Việt Nam nhìn từ quy hoạch điện 8 và kết quả triển khai chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đại diện một số đơn vị tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề về chính sách đầu tư phát triển nguồn cung năng lượng tái tạo từ nhà máy điện rác công nghệ đốt rác phát điện đáp ứng hiệu quả kinh tế môi trường xã hội các mô hình kinh tế tuần hoàn chuyển dịch năng lượng công bằng ở việt nam phát triển năng lượng bền vững bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu hội thảo được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp và dân cư về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả bảo vệ môi trường đồng thời chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch năng lượng sinh khối và chất thải rắn tổng kết của hiệp hội công nghiệp môi trường việt nam cho biết nút thắt quan trọng hiện nay trong vấn đề phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường chính là chính sách và cơ chế từ cơ quan quản lý do vậy cần có những thay đổi về cơ chế chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế qua đó hỗ trợ nhanh nhất tốt nhất cho phát triển năng lượng bền vững đồng thời sử dụng tối ưu các sản phẩm trong quá trình sản xuất hướng tới kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững